chia sẻ với thật với anh em chứ đúng là mình có giáp ABS thật, nhưng mà lúc đầu mình bảo với khách là 10SX xe nhỏ này này đi eo 2 pit thôi thì nó vừa phải, phanh vẫn ngọt mà nó vẫn mạnh hơn zin nhưng mà không quá gắt. Nhưng mà ông Dũng này ông nhồi được khách lên quả heo 4 pit tông luôn. Thì mình đang khách cũng đang hơi sợ, bảo là anh ơi phanh 4 pit này có sợ lộn cổ không? Mặc dù có ABS nhá, có sợ lộn cổ không? Dũng ơi. Khách bây giờ đang lo ngại cái này một tí. Gì? Phanh hơi to, không biết có lộn cổ không? Thế bây giờ mày test thử trực tiếp cho khách xem. Cho tao xem luôn. Coi thử em đúng không? Em lại uy tín. Mày test thử luôn. Phanh từ đầu đường ra đây nhá. Rồi. Phanh chết nhá. Camera quay cho mình cái chỗ này cũng đường cũng uy tín luôn nhá. Và này đường cũng sỏi đá cũng đường ấy nhá. Ờ cũng đường, cũng hơi trơn. Ông Phi ở kia bóp chết nhá, không chơi nhấp nhả nhá. Uy tín. Đây nào. Đứng lui ở đây không mẹ nó Phi mẹ người đó. Nữa đi. Xa nữa đi. Lấy tốc cao vào mẹ ông đi mẹ 20-30 cây số giờ thì ăn thua gì. Chưa thấy ăn thua lắm. Mày ông Phi xa hơn thôi đi. Mày Phi đây này. Tao bảo mày Phi từ tít đầu đường như chưa. Đây là mày đứng ở bên trên đường. Mày bắn xe cái tít tít vào đây phát. Nhưng mà chỗ A chống bò cứng như chỗ có chống đâm đâu. Đứng giữa đường ô tô đâm được cái làm sao. Biết từ bên kia đường thì tao bảo là mày nhìn không nhìn thấy xe. Mày Phi qua đây. Đang vắng mà 12 giờ trưa xe không ra cho em làm sao anh chịu trách nhiệm nhá. Nhanh lên. Anh em đợi tôi tí. Thôi tôi cay lắm rồi. Đừng lùi ra bên kia nhá. Đứng lùi tiếp về đầu kia luôn. Để quay Phi quãng đường nó xa. Đây đứng lùi. Hạ chỗ này luôn đi. Chỗ này quá đẹp để ngã luôn này mọi người. Được chưa nhỉ? Vào đi em ơi. Nhanh vào. Ngon đấy, nghe nó to nhỉ? Được. Bóp chết chưa? Bóp chết rồi, không phải lết bánh luôn nhá các bạn. Yên tâm chưa? Đâu nhỉ? Đúng rồi. Biết lết bánh luôn. Ngon đấy. Thôi rồi, thế là an tâm rồi. Bạn giao xe khách nhỉ? Thế, ok. Quy team có gì? Quy team có. Hello tất cả anh em nhé. Xin chào mừng anh em quay trở lại với vlog của Quy team Moto. Quy team Moto với cả Tú Racing. Thì hôm nay là nhân dịp mà mình được review con mới đích. Phải nói là lên đồ chơi khủng khiếp nhờ. Top lâu lắm rồi đấy. Top ở Hà Nội mà. Đúng rồi. Lâu lắm rồi mình không được review con mới đích lên đồ khủng khiếp như này. Thì là Tú Racing thì là bên cung cấp đồ review cho con này. Còn bên mình là bên gia công. Đấy, bên thi công, bên đặt. Thì là hôm nay Dũng hỗ trợ anh về cái đồ chơi con này. Xem là khách, tại vì em hiểu rõ nhất là khách cần cái gì, bên như nào, thích làm sao. Thì là đưa ra cho anh những cái giải đáp nhá. Rồi, anh sẽ hỏi khá nhiều nhá. Ok nhá. Phần đầu xe trước đây đúng không nhỉ? Vâng. Thì ở đây anh thấy là hôm cái lúc mà khách có nói chuyện với anh em mình ấy thì là khách muốn là tức là cái xe nó phải giữ zin, tức rồi. Là cái hình dáng tổng thể của xe giữ zin đúng không? Đấy. Khách là dân IT cho nên là khách là làm quen với cả khách rất thích, rất thích cái đồ công nghệ. Đắt tiền khách công nghệ. Khách muốn là độ là kiểu zin. Đúng nhưng rồi. Mà gọi nâng cấp hiệu năng gọi là high performance ấy. Đúng rồi. Để đúng tạo ra cho nó một cái tức là thẩm mỹ hơn, tại vì cơ bản là đồ độ này nó đã thẩm mỹ hơn rất nhiều rồi so với cả những cái đồ chơi làm đạt rồi. Xong rồi nó phải nâng cấp cả hiệu năng nữa, tức là kiểu bỏ tiền ra nó phải đáng một tiền bán gạo với cả những cái đồng tiền giá trị ấy. Thì ở đây thì cùng xem một lên cảm rằng trước là cô được phanh. Ở đây thì anh thấy ở đây là cái cùng thắng đi con Corsa 15. Đúng rồi. Bình thường anh thấy ở các dòng xe nhỏ người ta ưa chuộng 14 hơn. 14. Sao lại dùng con 15? Tại vì em nhìn 15 tại sao? Vì thứ nhất là xe đang đi một nguyên sàn chân bên dưới là con heo P4. Và đặc biệt là các bạn nhìn thấy này, nó có rãnh này, cái rãnh này là ABS. Thì phải dùng đi ABS thì cần một cái tổng phanh lớn hơn. Nó mình đi qua ABS nữa, thường là 14 là đủ rồi. Nhưng mình nâng cấp lên một chút là 15.
thì nó đi qua vest thì cái phanh xuống nó sẽ nhẹ nhàng nhất và nó nhồi và đủ đáp ứng nhu cầu của khách nữa. Đấy. Còn ABS này trông xịn sò hết nhỉ? Lắp ở đâu đấy? Bạn còn hỏi, không phải kiểu VIA đèo đấy. VIA bự đấy, không biết giờ đấy đâu nhá. Anh cái ABS này là cái khách lên đầu tiên luôn nhá. Đúng rồi. Tức là khách liên hệ là khách muốn lên ABS đầu tiên luôn. Tức là lúc đấy là khách đang đi hệ thống phanh zin. Anh nhớ không nhầm là như thế. Con này là lên nhiều lần đúng rồi, không phải là một lần này. Ban đầu là đi ABS trước, xong rồi khách bảo là tại vì là căn bản là lên ABS xong thì đúng là an toàn thật, chồng bó cứng, nhưng mà cái khách bảo là cái phanh nó hơi trơ một tí, nó bị trôi hơn. Đúng rồi, trôi hơn. Nó là nhấp nhả kiểu phanh thế là mới bắt đầu là yêu cầu là anh tìm cho em một bộ heo. Tất cả heo trước heo sau, tất cả phải to hơn cùng lớn hơn. Đúng rồi. Đấy. Thì là đấy, lúc đấy là thì mới bên sao em. Tăng P4 này quá đẹp luôn nhỉ. Bình thường anh thấy 2 pít nhưng mà ông này là ông ấy thích xịn hẳn luôn. Chơi hẳn P4 4 pít luôn. Anh ấn tượng nhất là quả này này. Tiền đây này. Quả này ngăn tiền này. Đấy. Cái con ngắt dầu này anh thấy là con ngắt dầu Acosato như là bản titan nhá, không là bản bình thường đâu. Bản hình như là còn một bản bằng nhôm nữa đúng không? Cái màu nhôm ấy. Tại sao phân biệt tại sao? Là cái màu titan này nó sẽ tức là nó sẽ gọi là hơi nhám một chút tại cái titan nó khi lên màu ấy nó sẽ không được như cái anode rồi của nhôm, cái màu nhôm nó rất tươi. Còn cái màu này nó sẽ bị sậm màu hơn chút, anh nhìn thấy nó giống kiểu màu đúng rồi, chín đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây là dưới là cút của nhôm này, cút ơn của nhôm này. Nhìn nó hai màu nó khác nhau chưa? Đúng rồi. Hơi đỏ hồng hồng một chút. Cái ngắt này anh nghĩ chẳng bao giờ ông ấy dùng đến đâu nhỉ? Cái ngắt này là nó tác dụng của nó là có phải là theo anh đọc có phải là tháo nhanh là nó không phải lấy lại e đúng không? Đúng rồi. Phải nhồi lại e. Đấy, tí nữa em sẽ biểu diễn cho anh em sau. Okay. Tại vì cái này thì bây giờ nó bị đang vướng này. Thì bây giờ luồn tay hơi khó thì camera quay vào nó sẽ hơi khó, thì mình tí nữa anh sẽ quay cho các bạn xem sau. Đấy, đi cùng với có là tất cả các đầu ơn này. Khách muốn nó hơi cầu kỳ một chút, nhưng mà muốn nó cầu kỳ hơn nhưng mà không muốn nó quá màu mè. Nên em đã phối là như này, màu đen đỏ. Đúng rồi. Đấy, thì này không trông bị cứng nhỉ? Đúng rồi. Cứng luôn cái làn đầu, tức là nhìn các bạn nhìn tổng thể nhá, là cái phần riêng cái phần dàn chân nhá, trừ cái màu vàng của phuộc ra nhá, thì hầu như là chỉ có một màu đen, xám và đỏ. Đen xám đỏ đây này, đen của vành này, đen của nhôm này, đen của thụt này, đúng chưa? Còn màu xám thì nó sẽ là màu xám của heo, màu xám của heo, tức là nó chỉ có khoảng tầm được 3 màu thôi, dây dầu các thứ nó vẫn màu đỏ, trông nó rất là cứng như dàn chân luôn, không có màu mày luôn. Chủ xe này chưa có gu đấy, trời ơi, chưa có gu đó, tìm hiểu ấy, đúng không? Ở trên này thì đây camera vào đây nói qua một chút. Cái này là thêm một sản phẩm nữa, là tức là mình làm xưởng Quy Tinh Mô Tô của mình nhá, thì đã thi công là thứ nhất là ráp toàn bộ đồ chơi rui trên xe. Thêm nữa là mình sẽ nâng cấp cho khách, thứ nhất là bộ ABS trước sau hai kênh. Thứ hai là đây, bạn sẽ nhìn này, phần chẳng ba bàn thờ này. Cái con này là Smart Key. Đây, để mình quay một chút. Đây nhỉ? À đây. Chìa khóa này. Đó. Con này Smart Key Honda nhá, chính hãng nhá. Đó. Khi bạn cần cái chìa khóa này, bạn thậm chí còn không cần cái này luôn, chỉ cần cầm cái chìa từ này theo người nhá. Bấm này. Đấy. Đó. Chờ, nổ máy này. Đấy. Có hai cách tắt máy nhá, một là tắt cái này, là ngắt máy tạm thời này, bật lại vẫn đề được. Đấy. Và cách thứ hai khi tắt là tắt luôn. Đó, ok chưa? Rất hiện đại luôn. Cái con này thì là bên mình đã ráp cho rất nhiều dòng xe đúng không nhỉ? Tức là anh hay ráp nhất là cho con R15V3 này, R15V3 Winner 25 đúng rồi, Winner luôn. Kiểu Winner ấy, nhưng mà ý anh bảo là cái bộ chẳng 3 Smart Key này, đúng không? Chẳng 3 CNC này nó đắt tiền rất nhiều, nó rơi khoảng tầm 6.8 cơ. Cái bộ cơ. Tại vì nó đi cùng cả đúng cái mỡ chẳng 3 nữa, nó càng khá này. Nhưng mà lên cái con mới đích này rất đỉnh, rất đỉnh. Nhìn nó đẹp. Đó. Nói đến đây mà nhỉ, anh thấy gì chưa? Đây, hơi kín đấy. Đi thụt Olin đúng không? Đi thụt Olin các bạn ạ. Không hiểu sao luôn. Nói thẳng, nói đùa chứ anh đi MT3 ấy, anh cũng đã nâng cấp cái bộ đi thụt Olin này. Ngày trước anh mua cũng khoảng tầm 8 triệu đúng không? Đúng rồi, con này em giá. Cái giá thì mình sẽ báo khoảng nhất, tại vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thời điểm nữa. Mình thì chuyên phân phối của hàng chính hãng chứ được. Mình có thể giá đi lên hoặc đi xuống thì mình theo ở nhà phân phối nữa, cho mình sẽ không báo giá khoảng. Mình không báo giá chuẩn. Mình báo giá khoảng. Con này rơi vào khoảng độ 8.5 triệu. Đấy. Nó ăn hơn so với cả zin của bạn là cái gì? Là sai tất cả các lò xo này, các bạn phải tháo lò xo ra cho mình. Trong này. Rồi nó được điểm đặc điểm hơn là nó có thể tăng chỉnh được. Nó tăng chỉnh núm ở trên này, là theo địa hình các bạn đi. Ví dụ các bạn đi tour bạn thấy nó mềm quá, khi tốc độ cao bạn muốn cần cứng lên có thể vặn được luôn. Nó có đủ theo một bộ khẩu trong này luôn, nó đủ cho mình luôn. Là khi bạn chở một người nó sẽ cái tải của bạn, khi bạn phanh nó sẽ khác. Chở hai người cái tải trọng phanh nó khác. Như vậy nó dược dạo của nó chung là ngon hơn đấy tình. Dược dạo chung là ngon hơn. Nói chung là cần nhẹ thì nhẹ, cần nặng thì nặng đúng không? Ừ, nó tùy chỉnh được. Có mỗi thế mà mất 8 triệu nhỉ? Mẹ phí vãi đái. Đùa rồi. Ăn tiền đấy, đừng có vớ vẩn. Nhưng mà thực sự là cái ngày xưa ấy, anh đi con MT3 là cái thuộc của nó là thụt ống lồng. Lồng. Cho nên thực sự là khi mà nâng cấp cái ti thụt này lên, ô lì này lên này, thì nó là khác biệt hẳn hoàn toàn 100% luôn.
Còn cái con này cái con này là bản thân thụt của nó là upside down, nó đã cứng hơn rồi. Khi nâng cấp cái thụt olive này, anh thấy là tức là mình có thể điều chỉnh ăn tiền là cái điều chỉnh, tức là cần độ nặng, độ nhẹ chịu tải hơn. Còn về độ êm thì anh thấy là cũng hơn zin khoảng tầm 20-30%. Anh vừa chạy anh thấy như thế đúng không? Tầm đấy. Nó sẽ êm hơn. Căn bản là nó ăn cặp với cả con olive sau này này. Ăn cặp với cả olive sau rồi này. Khách này nó rất chịu chơi luôn. Đúng rồi. Cái này chính ra nhá, cái này mới là cái khách nâng cấp đầu tiên, còn trước cả ABS cơ. Tức là mua xe về cái là thay thụt sau luôn rồi. Sau olin rồi. Đấy, khách cũng chia sẻ như thế. Đấy. Thì sau đấy là khách bắt đầu mới là tính là thụt sau olin, thụt trước tao phải chơi olin. Đấy. Nó mới ngon. Đủ bộ luôn rồi. Đúng rồi. Đây này, dã man luôn. Các bạn nhìn giá heo này. Đằng sau heo Rambo, logo đỏ luôn. Đúng không? Đi cũng đi ngắt dầu này. Đây một bộ ngắt dầu đi vào này. Ngắt đầy đất tiền đấy nhá. Xong đi ra đây này, pen đạp Rambo liền. Đấy. Bình dầu liền luôn nhá. Tức là nó sẽ không có bình dầu nó rơi ra ngoài. Bình dầu nó tích hợp ở đây luôn này. Đi dây ơn vào. Đó. Nó là full ABS. Đối với cả dây bình thường ấy thì mình chỉ cần phải cắt hai dây thôi, từ cụm thanh xuống đến heo trước và từ pen đạp ra heo sau. Nhưng mà đối với ABS thì mình phải cắt lượng dây nhân đôi là 4 dây. Một dây từ trên cụm thanh vào trong tổng ABS, từ tổng ABS xuống heo. Và đằng sau này cũng thế, nó là 4 dây nên là nó rất cầu kỳ hơn nữa, nó cầu kỳ hơn nhiều. Tới nái nhở. Tới nái luôn. Nhưng mà thực sự là đúng là nếu như mà anh nói thật nhá, với anh nhá, theo như anh thấy là nếu như mà cái con này là mới đích zin chẳng hạn đi, vâng, anh sẽ ưu tiên anh lên con thanh trước là heo 2 pit. Nếu mà không có ABS đúng không? Đúng rồi. Đi heo 2 pit đằng trước và heo 2 pit đằng sau. Đó là đó, sẽ hợp lý hơn. Đúng rồi. Còn tại vì cái lực thắng đối với mới đích là dòng xe bánh nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là anh nâng cấp heo quá lớn mà không có hệ thống ABS như kia, đánh bóp cái thì nó sẽ bị nó sạc bánh ấy, như kiểu mấy bà lít ra lít ấy, bóp cái là nó sẽ sang một bên ấy, nó rất nguy hiểm. Hoặc là nếu như mà đánh đổi lại, nếu mà muốn lên heo 4 pit mà không có ABS thì thực sự là phải là những cái kiểu người đã có kinh nghiệm đi đúng xe rồi, lâu năm rồi. Nhiều rồi, người ta đúng có rồi. Thể già được thẳng, cảm giác già được thẳng, gọi là cần chô được. Cần chô. À thôi, nhân tiện đây ông biểu diễn cho tôi cái ngắt dầu một cái nào. Xem nó như nào đây nhá. Các bạn đẩy vào cho mình này. Đây này, đây này, đẩy vào. Xoay. Rút ra. Thoải mái luôn. Ây chà. Ác liệt nhá. Đây rồi lại cắm vào này. Đạp thử đây. Đạp thử đây. Như đạp thử được cái này sao ấy? Đạp thử. Cứng ngắc luôn. Cứng ngắc quay, không có dầu. Quay cho các bạn xem này. Đây. Đấy. Mình không có dầm được, không cầm dây nhá, mình đang cầm dây này. Đấy, chỉ có bắt đầu thôi nào. Nó có dầu dao. Không. Có dầu dao tao bắt đền. Ăn tiền nó 7 triệu hơn 7 triệu ấy. Ok, cắm vào đi. Đây mình cắm vào đây. Đây. Uy tín nhá. Uy tín luôn. Như zin luôn. Ngắt dầu. Nó làm thông minh thực sự nhỉ? Tức là nó làm cái đầu quay này để anh em mình không phải động vào cái đầu ơn. Đúng ấy. Rồi, không bị trần cái đầu ơn này. Rất hay. Nó làm rất chuẩn chỉ và cảm giác kiểu được bỏ đầu tiền ra mà nó đáng đồng tiền mất gạo của mình ấy. Nhưng mà trên thị trường anh thấy như là còn có một cái ngắt dầu tên nó khó đọc lắm, Stow cái gì Stow mà. Stowly cổ con đấy hình như là đắt hơn cả con này hay sao? Đắt hơn con đấy là 10 triệu một cái, một cái thôi nhá. Ừ. Nhưng mà nó thay như hàng fake. À đúng rồi, hàng fake nó kiểu là đầu nó Thái đấy, nó có đầu Swiss của Thái. Nó rơi vào khoảng độ 800 một đầu đâu, 800.000 một đầu. Nhưng mà nhưng mà nó chỉ em chơi thử cái đấy chưa? Anh đánh giá chất lượng nó như nào? Em đã chơi rồi, cho nên là cái nhà chất lượng là nó chỉ mang tính kiểm nhiều hơn đấy. À. Thì anh làm phát 3 4 lần là đi rồi. À, tức là tháo ra tháo vào 3 4 lần là nó lại xì á. Nó kém là cái chất lượng là cái gia công này, với cả cái khớp mà mình vừa tháo ra các bạn xem ở bên trong ấy. Cái đấy nó bị hở, hay bị hở giò lắm, còn 3 4 lần là nó chỉ mang cái nói chung đại thể là chơi cái này là phải chơi đồ ngon nữa gì đúng đắt ngon, tiền đúng không? Đúng rồi, lên thành ai? Du học sinh muốn tiền sửa không? Rồi ok, nói chung là cái con này là tập trung vào nhiều đồ xịn quá, đồ độ năng đúng không? Ngày xưa bọn anh làm quen theo kiểu là tức là khách lên như này nhá, bằng cái số tiền đấy là khách sẽ lên theo kiểu là tức là nâng không phải là nâng cấp nữa mà tức là khách đổi kiểu dáng hơn. Tức là ví dụ như là hạ ghi đông này, chơi công ghi đông con Massimo, hạ lùn này, hạ lùn từ trước, hạ kéo gấp sau, hạ lùn từ sau. Bề ngoài đúng rồi. Tức là cái này là cái này là do tùy sở thích của từng người đấy, khách có nhu cầu đấy, mình dọn theo nhu cầu của khách mà. Đúng mỗi người một nhu cầu khác nhau. Nhưng mà thực sự là đến bây giờ anh vẫn thấy cái câu nói của chúng mày hay, tức là đã đổi tiền cho hệ thống an toàn là không tiếc tiền. Đúng rồi. Thực sự mà đã chơi là phải chơi đồ ngon. Anh thấy mẹ hơi lo ngại mấy quả Brembo hàng fake với cả kiểu sắt luôn đấy. Là nói chuyện chia sẻ quả không chơi gì còn hơn. Sai đến nhờ lắp đồ ấy. Và Brembo logo đỏ. Còn đấy em không chụp ảnh cay thế. Brembo logo đỏ. Nhưng mà nó không phải fake bình thường đâu, nó kiểu đúc ấy, xong rồi chúng nó sơn lên đấy, nhìn nó tàu vai luôn đấy. Cái con đấy anh nói thật luôn là có mấy lần bọn anh lắp là nó bị kẹt dầu rồi đấy. Đúng rồi. Tức là không nhồi lại đông luôn đúng không? Tức là không thể nhồi dầu được luôn ấy, nhồi nó không trơn tru được. Không thấy nó xỉ ở đâu nhưng mà nó không thể nhồi được dầu, không cứng được tay. Nhưng con này thì nhồi phát một luôn. Cái này thì không nên ham rẻ, cái này nó kiểu liên quan đến tính mạng của mình. Ừ. Nó vận hành mà. Nhưng mà anh đây anh đánh giá là cái từ từ ra đây. Đây.
nhìn từ đầu xe này. Ngày xưa là anh nhớ là cái cùm Bramble các thứ là anh em sẽ đi cái cốc dầu ở đây đúng không? Đúng em thêm cái tai đúng không? Bây giờ lại có cái kiểu bình dầu liền này, đẹp nhỉ. Giá hiện tại ở bên Tourism mình đang bán là 1.8 triệu một bình. Đó là bình CNC nguyên khối. Và các bạn nhìn này, nó lắp đặt thẳng lên cái ốc xả e và ốc dầu của con cùm luôn. Cho nên là không cần dây dầu gì cả, nhìn nó rất liền xe. Với cả kiểu anh em có thể anh em chơi cùm kiểu có bình nhiều đấy, nhìn nó bị nhàm chán đấy, sang đổi gió sang này. Tại vì căn bản là hay. cái bình rời thì nếu mà đi nó cũng hơi rung một tí. Thêm nữa là các anh thấy là nó cái liền lạc bằng cái bình này. Cái này anh thấy cái thiết kế này nó rất giống những cái bình zin của bọn Z1000 đúng không? Đúng rồi, cái thiết kế đấy, nó bình zin cũng kiểu đúng quay rồi như thế. Anh nghĩ là kiểu này trông nó rất gọn gàng. Mình nói qua một tí là cái con này ngoài những cái đồ chơi mình nâng cấp tổng thể ra như kiểu hệ thống phanh này, hệ thống an toàn ABS này, cùng thắng cùng côn, heo dầu vân vân. Các thứ thì là khách cũng đã gửi xe ở đây để mình bảo dưỡng qua. Tại vì khách đi cũng khoảng tầm độ một vạn rồi. Thì là khách muốn bảo dưỡng tổng thể qua nhưng mà thực sự là khách đi xe rất là dữ. Xe ngon lắm, mình chỉ có bôi trơn lại cổ cốt này, chiết lại cổ cốt này. Thay má phanh trước má phanh sau thì thôi nhá, tại vì thay heo nhá. Xong rồi mình quá trình mình thay thế cái ti thuộc ô lìn này cũng đã xả lại dầu, nhồi lại dầu cho khách rồi. Thay lọc gió, đây, thay cả bobin sườn này, buji này. Bobin sườn buji. Hết rồi. Có gì nữa đâu? Nhông xích này, thay nhông xích mới này. Đúng rồi, cả nhông xích mới đấy. Đây. Đây đây, quay vào đây cho. Đây nhá. Bộ nhông xích này mình nói qua một tí nhá. Cái bộ nhông xích thì mình đã dùng cái bộ nhông xích của nhông Hyoko và cái xích này là mình dùng xích Racing Boy chính hãng nhá. Không có phốt cao su, không có phốt, nhưng mà cái xích Racing Boy này nó gia công nó rất là tốt, nó cao cấp hơn nhiều so với xích zin của bạn. Con xích này thứ nhất là nó cũng hạn chế tiếng ồn và thứ hai là nó sẽ lâu bị giãn hơn cái xích zin. Không cần thiết phải có phốt cao su đâu. Tại vì thực tế là nếu như mà lên xem phốt cao su thì cái bề dày của cái xích nó sẽ to rất nhiều, trông nó không phù hợp với cái xe này, nó nặng nề quá. Cho nên là lựa chọn là xích Racing Boy không phốt cao su. Đấy. Rất bền luôn nhá. Cực kỳ ngon luôn. Còn gì nữa không nhỉ? Dũng nhìn qua còn gì nữa? Rồi em có làm đâu, em chỉ lên đồ thôi mà. Anh nói thế thì chịu. Tại vì căn bản nhiều quá nhớ không hết phải không? Tao cứ sợ là cái lúc mà lắp xong cứ sợ là mình quên mất không lắp cho khách cái gì đấy. Xong. Nhưng nói chung là cũng hết rồi đấy. Rồi. Đổ tiền vào thủ tướng lên thống an toàn thôi, không còn gì nữa đâu. Mình cũng phải chia sẻ một chút là hiện tại từ giờ đến Tết thì chắc còn khoảng tầm mấy tuần Dũng nhỉ? 3 tuần gần 1 tháng. Hôm nay là mùng 7, mùng 8 rồi. Nhưng mà xe ở cửa hàng là kín rồi đấy. Tức là khách hàng mà có nhu cầu mà dọn xe ấy thì là mình vẫn nhận, nhưng mà khách phải để thư mình thời gian. Tức là nó hay gọi là dọn xe không hối thúc ấy. Tức là bình thường mình có thể làm trong ngày, nhưng bây giờ ít nhất là khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì là anh em có nhu cầu lên xe, nếu mà lấy ít đồ thì có thể làm trong ngày được. Nhưng mà đã xác định lên một cái bill một toàn bộ xe như thế này chẳng hạn nhé. Xe này là với một cái xe này là anh nhớ không nhầm là giam xe của khách 1 tuần đấy. Đúng rồi, lên 1 tuần hết tất cả những cái đồ này luôn đấy. Tại vì đồ nó hiệu năng cao ấy. Đúng rồi. Lên test kìa, lên heo test đi test lại luôn. Test qua ABS còn phải test lại các thứ rồi, lại dầu nó thay full dây dầu mà. Đúng rồi. Nó kỳ công hơn là xả e bình thường. Đấy, thế nó cho nên là khách giúp mình là nếu như mà khách có nhu cầu dọn xe vẫn có thể liên hệ với cả số 0942795678. Mình vẫn ship hàng bình thường thông qua hệ thống Shopee, ship code. Shopee là Hoàng Quân Hữu Tùng. Shopee gạch Hoàng Quân Hữu Tùng. Đấy. Anh em có nhu cầu đặt đồ hay làm xe, mình vẫn làm cho đến sát Tết. Bình thường là khoảng tầm 27-28 Tết. 27-28 Tết. Năm ngoái là làm đến 28 đúng không? Anh vẫn nhận giáp ấy. Đến 27-28 Tết nhá. Ok. Thì là thôi, cảm ơn Dũng. Kết thúc video ở đây thôi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn nhé.